Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em giới thiệu các bác tiếp một chiếc máy lọc không khí Daikin vầng trăng. Đây là cái model mà có thể nói là tại thời điểm này nó bán rất là chạy các bạn. Giá thành bây giờ rất là hợp lý, chỉ hơn 3 triệu thôi. Trước đó thì có những lúc lên tới tận 5 triệu. Mẫu mã con này rất là đẹp, phù hợp cho các bác dùng được cho từ phòng 55m² trở lại. Dùng phòng ngủ thì lại càng hay, càng lọc khỏe, bù ẩm càng tốt các bác nhé. Hình thức con này thì khá là đẹp. Một con Daikin vầng trăng, nó để mã số 8. Mọi chức năng hoạt động ok, đã đấu biến áp điện 220V rồi. Đây các chức năng các bác luôn nhé. Giờ tắt bật đèn này, eco này, tắt bật ion này, lọc khí nhanh này, bù ẩm này, các chức năng bấm chạy tít thảo lò các bác nhé. Báo phần trăm độ ẩm chuẩn xác các bác luôn. Tất cả các cái máy Daikin về thì đa số độ ẩm phần trăm nó là bị sai, thì bên em về sẽ phải làm ok cho các bác nhé. Xin các bác yên tâm, khi bán đã bán lẻ thì là trách nhiệm bán hàng là phải chuẩn. Kể cả bán anh em thợ, nếu mà anh em mua dọn rồi thì em cũng phải bán chuẩn. Đấy. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên ạ. Đấy, chỉ có những cái dòng Daikin đồng hồ và vầng trăng này nó có cái hai cột lọc tĩnh điện này thôi, cho nên là nó rất là hiệu quả trong vấn đề lọc thôi nhé. Hai thanh timer khử khuẩn rất là mới này. Màng HEPA này em thay mới rồi nhé, cho nên không bóc ra làm gì nữa, mất công. Quay clip ngắn thôi, quay dài quá các bạn chả muốn xem. Giá trước này thì em bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Các bạn ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Còn bác nào mà chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc nhé, nhanh gọn thu hồi vốn sớm. Chứ còn bưu điện họ khi mà hoàn trả hàng tiền thì họ cũng khá là lâu đấy, cho nên là chỉ thích là được chuyển khoản trực tiếp luôn thôi. Nhưng mà từ 2014 quá nhé, C084612. Cái tác dụng máy lọc khí thì nói chung là em cũng nói nhiều rồi, các bác nào chưa biết thì em nói qua, nó là có 3-4 cái tính năng cơ bản. Quan trọng nhất là nó lọc cái bụi mịn lơ lửng 2.5 PM bay trong không khí. Đấy, những cái bụi mịn này mình không nhìn được, nhưng mà máy nó thì sẽ nó hút được vào cái màng HEPA đấy, thì nó sẽ bám lại và cho ra một cái không khí sạch ở đây. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai của nó là tính năng bù ẩm. Vào mùa hè hay là những lúc thời tiết hanh khô, các bác dùng mùa hè dùng điều hòa khoảng lúc thời tiết hanh khô ấy, thì nó độ ẩm nó khô. Thường cái độ ẩm của Daikin này rơi khoảng 50-55% độ xuống bắt đầu là bù, thì bù ẩm lên thì tạo tăng cái độ ẩm lên cho các bác trong phòng mà dễ chịu nhé. Tính năng thứ ba nó khử khuẩn bằng công nghệ timer này, khử khuẩn các bác nhé, vi khuẩn nấm mốc. Tính năng thứ tư là nó khử mùi bằng than hoạt tính, và cũng công nghệ này nó cũng có tính năng khử mùi. Về độ tốn điện của lọc khí thì gần như là không tốn điện các bác nhé. Chạy ở chế độ eco, siêu tiết kiệm điện, nó chỉ rơi tầm 20W một giờ thôi. Đấy, độ ồn nếu bật eco này thì gần như không có tiếng các bác nhé, im reo luôn. Các bác dùng trong phòng ngủ các bác bật eco nhé, nếu nó phát hiện bụi thì nó sẽ tự động mà tăng tốc thôi, chứ mình đừng bật các chế độ khác nó nhức đầu lắm, gió thổi mạnh mà. Chỉ những lúc mình cần dọn lọc phòng nhanh thì mình tăng tốc lên, chạy chế độ turbo hay cái gì đó mình chạy một thời gian ngắn thôi. Còn khi mình dùng bình thường thì mình cứ bật eco này thì nó chạy về tự động này. Em test bụi mịn 2.5 PM cho các bác này, không khí hôm nay ở Hà Nội này khá là ô nhiễm nhá, cho máy đi. Để các bác kiểm tra chất lượng sau khi cho cái luồng không khí nó đi qua máy. Đó, thấy chất lượng không khí xuống xanh ngay kìa. Đấy, cho ra cái chất lượng không khí gần như tuyệt đối. Thế là nhiều bác cứ hỏi là nó có hiệu quả không, hiệu quả hay không, thì chỉ có thời gian mình dùng lâu là mình biết được, nó bám vào màng vào đây thôi, rồi là mình đo lấy cái chất lượng không khí nó ra. Nhưng còn bảo là hiệu quả hay không thì cái này nó không cảm nhận được ngay, nhưng mà các bác dùng điều hòa bật phát mát luôn, mà cái này nó mang tính chất là bảo vệ sức khỏe lâu dài, rất là tốt cho người nhà có người già trẻ nhỏ, có người bệnh đường hô hấp thì mua máy lọc khí Nhật thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Em bán là 3,3 triệu, mã số 8, bảo hành 1 năm, đã đổ biến áp điện 220V rồi. Các bác là chuyển khoản hết em bao ship nhé. Chào các bác.